Thưa quý vị, phát huy vai trò của thanh niên trong các chương trình hành động của thành phố, đặc biệt là chương trình thành phố Bốn An. Thời gian qua, thanh niên Đà Nẵng đã có nhiều mô hình, cách làm hay, đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội tại địa phương. Một ngày tư vấn, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thời gian qua, những chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí như thế này đã được Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ Đà Nẵng tổ chức tại nhiều địa bàn, hướng đến nhiều đối tượng yếu thế trong xã hội. Ở đây có đội ngũ y bác sĩ rất là tận tình, tận tâm khám và chữa tư vấn cho tôi. Thì tôi mong là sẽ có nhiều đợt như thế này để tạo điều kiện cho các công nhân cũng như là tôi có thể khám bệnh. Chúng tôi tiến hành khám cho khoảng 2.000 công nhân nhằm có thể là tư vấn về sức khỏe, đặc biệt là giai đoạn hậu Covid, cũng như là phát hiện ra một số cái bệnh tật của người công nhân, làm thế nào để cho người ta đảm bảo được sức khỏe cũng như là an tâm tâm lý, có thể để yên tâm trong lao động sản xuất. Đây chỉ là một trong số rất nhiều hoạt động vì an sinh xã hội đã được Thanh niên Đà Nẵng tổ chức thời gian qua. Không chỉ lan tỏa thông điệp cống hiến với phương châm đồng hành, đặc biệt là đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp, Thành đoàn Đà Nẵng cũng rất chú trọng đến việc hỗ trợ cho thanh niên nông thôn, thanh niên miền núi vươn lên thoát nghèo bền vững. Tổ chức đoàn các cấp đã đứng ra tín chấp cho đoàn viên thanh niên được vay vốn, duy trì và phát triển mô hình dạy nghề tại chỗ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để hỗ trợ thanh niên nông thôn, miền núi phát triển kinh tế hộ gia đình. Bên cạnh việc hỗ trợ về các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc phát triển kinh tế, một số cái mô hình thanh niên phát triển kinh tế thì thành đoàn cũng vận động các cái nguồn lực để mà hỗ trợ cho những cái thanh niên có những cái dự án, những cái công trình mà đang phát triển ở địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn tại địa phương cũng chú trọng việc triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động vì đàn em thân yêu, chú trọng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở khu vực vùng sâu vùng xa, thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, qua đó động viên tiếp sức đến trường cho rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Con rất là vui khi được nhận quà từ các cô chú đã ủng hộ. Con chọn những cuốn sách rất là hay và con cảm thấy rất là thích. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sự đồng hành của thanh niên Đà Nẵng trong các hoạt động vì an sinh xã hội đã góp phần chung tay cùng các cấp, ngành, đoàn thể tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, cũng như thực hiện có hiệu quả mục tiêu thành phố Bốn An, một chính sách an sinh xã hội đầy tính nhân văn của thành phố Đà Nẵng.